Xin chào cả nhà. Bác nào chưa có máy hút bụi, các bác có thể nghiên cứu con máy hút bụi này nhá. Em lên sóng phục vụ cả nhà một con hút bụi của hãng iRobot Roomba. Con này em để mã số 1, máy tình trạng đã test ok, hình thức còn rất là đẹp này. Đối với thị trường bây giờ thì thật sự ra thì những cái máy hút bụi cầm tay nó không còn chiếm ưu thế nữa, mà nó chuyển sang các cái dòng máy hút bụi tự động. Đấy, hút bụi tự động các bác nhé. Ở đây là một cái con mã đầu 6, sản xuất năm 2014, sản xuất cho thị trường Nhật nội địa. Một con máy phải nói tổng thể nguyên chất bãi còn khá đẹp, đi đầy đủ cả một bộ đốc sạc, hết pin tự về sạc, củ sạc tặng kèm một chổi. Con này bán là 2,8 triệu, bảo hành 3 tháng, máy đầy đủ full tính năng, cảm biến, chống rơi cầu thang, dò tìm bụi bẩn, phát hiện chướng ngại vật. Này, phát hiện chướng ngại vật. Bọn này nó có một cái ưu điểm cho thị trường Nhật là mình có thể cắm trực tiếp này. Đấy. Những lúc các bác lười về cái đốc thì các bác cắm trực tiếp đây. Đấy. Đây là khu vực hộp rác. Máy đã được test chạy ngon lành hộp rác đây. Trong này nó có cái motor hút, cho nên là tuyệt đối không được cho nước vào cả nhà nhé. Con này có cái mã là 630 này. Mã 630 nhé. Các phần chổi thứ đây. Con lăn bánh xe. Test tính năng chống rơi cầu thang này các bác này. Hút đảm bảo siêu sạch, không sạch không lấy tiền ạ. Cái này nó đang chạy trên cái mặt xốp, nó không chuẩn lắm các bạn ạ, cho nên là nó cũng sẽ có những cái đấy, cứ đến các cái mép này là nó dừng lại nhé. iRobot Roomba 630 đi kèm bộ đốc sạc, tặng kèm chổi, bảo hành 3 tháng, giá 2,8 triệu. Các nào con nhu cầu qua liên hệ nhé. Cắm thẳng điện lưới Việt Nam 220V cũng được, hoặc là điện 100V cũng được, điện nào cũng được ạ. Rất dễ sử dụng. Chào cả nhà.